Cụm kiến trúc Misa đón năm mới 2023 được trả ưu đãi, tặng ngay thiết kế nội thất, giám sát thi công và bản báo giá chi tiết khi khách hàng ký hợp đồng thiết kế, miễn phí thiết kế khi khách hàng thi công trọn gói và còn rất nhiều ưu đãi đang chờ đón anh chị. Thời điểm cuối năm rất hợp lý để anh chị có thể lên bản thiết kế ưng ý cho ngôi nhà của mình, chuẩn bị thi công đầu năm mới. Hãy liên hệ với kiến trúc Misa để nhận các ưu đãi ngay hôm nay. Vâng, em xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Mời tất cả quý anh chị và các bạn cùng em tìm hiểu mẫu nhà đẹp của kiến trúc Misa. Trong quá trình làm việc thì em nhận được rất nhiều câu hỏi như là với lô đất khoảng 10 x 20m thì có làm được kiểu nhà vườn mái Nhật hay không? Cách bố trí công năng làm sao? Xây dựng kích thước thì là bao nhiêu thì phù hợp? Với diện tích như vậy thì là giá thành hoàn thiện nó sẽ như thế nào? Chính vì vậy nên là hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một mẫu nhà đáp ứng được tất cả các tiêu chí trên. Chỉ từ 1,3 tỷ đồng, 3-4 phòng ngủ, diện tích khoảng 90m2 một sàn. Công trình được kiến trúc Misa bên em thiết kế theo nhu cầu của anh Hanh, có địa chỉ tại Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Giới thiệu qua một chút về công ty của chúng em. Công ty kiến trúc Misa. Vâng, em xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Trụ sở chính của chúng em tất cả quý anh chị và các bạn. Chúng em tìm hiểu mẫu nhà đẹp kiến trúc Misa. Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa thì em sẽ đến Nam ở Bình Chánh như là phố Thủ Đức. Với lô đất khoảng 10 nhân an cầu thiết kế thi công trọn gói có thể là gọi trực tiếp qua số điện thoại của em Thắng hoặc Zalo 0966 772 982 hoặc qua số hotline là 0965 682 680 để em có thể là giúp đỡ anh chị qua công việc xây nhà của mình. Ngoài ra anh chị có thể theo dõi kênh Facebook này, kênh YouTube này, kênh TikTok của kiến trúc Misa để chúng em cập nhật những mẫu mới nhất, đẹp nhất và nhanh nhất cho anh chị ạ. Quay trở lại với mẫu nhà hôm nay thì chúng ta thấy rằng đây là công trình 2 tầng mà phong cách là hệ mái Nhật, có gam màu nóng. Đấy là những cái khái niệm ban đầu mà chúng ta biết được. Thế thì làm thế nào mà chúng ta biết được cái công trình này thuộc cái phong cách gì hay là hệ mái gì? Thì là em sẽ giải thích qua cho anh chị hiểu được, nắm được những cái cơ bản của cái hệ mái mà chúng ta thường gặp ở trong hàng ngày. Đầu tiên thì là cái hệ mái bằng, thường dùng trong cái hệ thi công là nhà hiện đại. Thì cái hệ mái bằng này thì rất dễ dàng thi công rồi, tức là chỉ cần đổ mái bằng thôi và không cần lập ngói ở phía trên. Thứ hai đó là hệ mái thái, bắt buộc chúng ta phải có cái phần đốc xây thu hồi và cái phần đổ bê tông mái vát. Đặc biệt là cái phần đổ bê tông mái vát thì là cái chi phí tốn kém rất là nhiều tiền, chi phí cao nhất so với các hệ mái. Thứ ba là hệ mái Nhật, giống như hình chúng ta đang xem. Hệ mái Nhật hay được gọi là hệ mái lùn, chúng ta thường dễ dàng nhận biết được bởi vì nó có cái phần xây đổ bê tông hệ phương nằm ngang, sau đấy chúng ta sẽ lập vịt kèo và dán ngói lên phía trên để chúng ta rất dễ dàng nhận thấy được. Chi phí thì rất là tiết kiệm hơn so với cả phần hệ mái Thái. Ngoài ra mái Nhật được còn ưu điểm bền với thời gian, độ bằng cao, chống nhẹ, mở ra được các phương các hướng khác nhau, giúp tránh nắng và che mưa rất là tốt. Yếu tố thứ hai mà chúng ta cần phân loại đó chính là gam màu. Trong một công trình thì chúng ta chia thuộc cái loại gam màu gì, tại vì sao chúng ta lại lựa chọn gam màu đấy? Bởi vì mỗi một cái gia chủ có một cái mệnh, một cái cung khác nhau nên nó sẽ phù hợp với lại các cái gam màu khác nhau. Ví dụ như là trong một cái công trình chia ra là ba cái loại gam màu. Thứ nhất đó là cái gam màu nóng. Với gam màu nóng thì chúng ta sử dụng một cái hệ mái ngói là màu nâu, màu đỏ, màu tím và những cái phần sơn điểm nhấn thì chúng ta cũng lựa chọn cùng cái tông màu đấy. Thứ hai là gam màu lạnh, chúng ta sẽ có cái phần mái đó là cái màu xanh hay là cái màu mang sức hướng là màu lạnh. Phần sơn điểm nhấn trang trí cũng là cái màu xanh, tông sẽ tông. Thứ ba là gam màu trung tính, gam màu trung tính thì chỉ duy nhất là màu trắng và màu đen thôi. Gam màu trung tính thì có thể là kết hợp được tất cả các loại màu, nóng với lạnh đều được. Ví dụ như là chúng ta thấy là màu trắng có thể đi liền với màu đỏ hay màu xanh đều được. Nhưng ở đây mà màu đỏ đi với cả màu xanh thì chúng ta đi sai với nguyên tắc phối màu và nhìn rất là bực bội, tức mắt. Bởi vì hai gam màu này là đối nghịch nhau, chúng ta nên tránh và tìm cách được cách thì phối màu của ngôi nhà nó đẹp hơn. Ví dụ như ta thấy đó là cái ngôi nhà đấy, ví dụ như là cái mình có cái những cái gạch inox nó màu xám nghi với lại kết hợp với cả màu tường màu trắng đi với lại cả những cái gam màu nóng như là màu nâu điểm nhấn ở các phần là mái và cái phần giả cột ở cái phần sảnh đằng trước đấy thì là nhìn các bạn nhìn thấy nó vẫn là hài hòa với nhau mà nó không bị kiểu là nóng mắt hay là nó bị kiểu đối nghịch, nó nhiều màu quá. Thực ra là cái cách phối màu này thì nó cũng là cái
rất là quan trọng, bởi vì những một ngôi nhà lên đẹp lên là thứ nhất là cái phần hình khối, hai là cái phần công năng bên trong, ba là phần màu sắc cả bên trong bên ngoài, làm sao nó phù hợp, nó hài hòa với nhau, nhìn nó được đẹp hơn, cân đối hơn. Và chắc chắn những cái yếu tố đấy nó tạo nên những cái vẻ đẹp của ngôi nhà. Công trình này hơi đáng tiếc bởi vì diện tích cũng được lớn nên là nhà chỉ là cái bậc tam cấp. Nếu mà diện tích nó lớn hơn, làm bậc ngũ cấp thì cái ngôi nhà mình sẽ được đẹp hơn, nó bề thế hơn. Nhưng vì cái phần diện tích đất nhà mình nó bị hạn chế nên là bắt buộc mình phải xử lý làm chỉ làm được bậc tam cấp thôi. Vì nếu mà mình làm bậc ngũ cấp thì cái phần những cái phần hiên sảnh nó sẽ đua ra rất là nhiều, là cái phần diện tích sử dụng, cái phần sân của nhà mình nó bị hẹp lại, nên là gia chủ đã phải cân đối được tất cả mọi các yếu tố để làm sao được cái ngôi nhà mình nó đẹp nhất. Khi mà trong thiết kế của Misa thì chúng em luôn luôn khuyến khích khách hàng lựa chọn là bậc ngũ cấp, bởi vì tỷ lệ cái phần thân, phần mái, phần đế nó mới đều nhau được, nhìn nó mới đẹp hài hòa hơn và nhìn được tạo độ bề thế cao ráo cho ngôi nhà. Bậc cấp thì được sử dụng cái đá granite hoặc cả đá marble, mặt bậc màu đen, phần cố bậc màu trắng, nhìn rất là sang trọng và đẹp. Sau này mình có thể là lau chùi, dọn dẹp, rửa thì cũng rất là dễ dàng. Toàn bộ phần trần đế công trình để tăng thêm độ dày, độ cứng cáp của công trình thì chúng ta nên sử dụng thêm phần gạch thẻ này, sân chùi màu tối hoặc là cái phần đá lối tự nhiên chúng ta ghép vào cũng được, để công trình của mình tránh bị ẩm mốc trong quá trình sử dụng, và cũng như là cái phần đế tạo được cái cối chắc chắn hơn, màu sắc thì cân đối hài hòa hơn. Tại sao lại dễ bị ẩm mốc? Bởi vì khi chúng ta rửa sân, nước nó sẽ bắn lên, hoặc là nếu như là cái trời mưa xuống thì cái phần tiếp giáp giữa cái phần sân và cái phần công trình, đó chính là cái đế này, nó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta làm các vật liệu này thì nó sẽ đảm bảo cho mình, đó là sau này mình sử dụng về sau không bao giờ bị cái trường hợp như thế, công trình sẽ đẹp hơn, bền hơn. Đấy, nên là chúng ta nên cân nhắc để sử dụng. Tiếp theo chúng ta đến cái phần sảnh ngôi nhà. Nhà của anh Hanh thì được thiết kế bố trí là hai sảnh, một sảnh chính và một sảnh phụ. Phần sảnh chính bao giờ cũng là ưu tiên thiết kế to hơn, rộng hơn và đẹp hơn. Cấu tạo của một cái sảnh, hệ kiến trúc mái nhật thì bao gồm cái phần bậc tam cấp này, đế của công trình này, bao của cái bậc tam cấp này. Tiếp theo là đến cái phần cột này, cái cột để chống đỡ cái phần mái sảnh này. Và thứ ba đó chính là cái phần mái sảnh. Đấy, và tất cả các yếu tố tạo nên một cái phần sảnh, cả sảnh chính và sảnh phụ của chúng ta. Nếu chúng ta thấy đầy đủ các yếu tố trên thì nó cũng là một cái phần sảnh thôi, vì là cái sảnh đó mục đích cũng chỉ là cái che nắng che mưa và khách đi ra đi vào ngôi nhà thôi. Ngoài ra nó thì nó có tác dụng để trang trí thêm đẹp hơn, sang trọng hơn. Tiếp theo nữa là cái phần sân của ngôi nhà, thiết kế là một hệ mái phân tầng giữa tầng 1 và tầng 2, xung quanh từ đằng trước qua sảnh chính này, qua sảnh phụ này, vòng ra phía đằng sau, tạo thêm nên cái phần điểm nhấn của ngôi nhà, giúp cho ngôi nhà trở nên bề thế hơn và nhìn nó bắt mắt hơn. Ngoài ra nó còn có tác dụng như là che mưa những cái phần mà hệ cửa sổ ở phần phía dưới. Phần phía trên thì mình chúng ta đã có rồi, vì có cái phần mái le ở cái phần phía trên đua ra. Những phần dưới thì chúng ta nó chỉ có cái phần mi, phần trên cửa thôi. Nếu mà mình làm được cái bổ sung thêm những cái phần mà le mái phân tầng này thì nó rất là tốt. Phía trên tầng 2 chúng ta thấy được bố trí đó là cái hệ lam bê tông màu trắng. Phía trên được lắp thêm đó là cái phần kính cường lực, là cái tấm nhựa trong, vừa che nắng vừa che mưa, là nó tạo được cái độ thông thoáng của ban công. Tiếp theo nữa là chúng ta thấy trên cái phần mái của nhà anh còn được thiết kế thêm những cái phần tổ chim, tạo thêm những cái phần điểm nhấn cho cái phần mái nhật của mình. Cái này thì là cũng là theo nhu cầu của chúng ta, có thể là làm hoặc là có thể bỏ, bởi vì cái bản thân cái phần mái nhật nó đã rất là đẹp rồi. Còn trong cái công trình của anh cũng rất là quan trọng, anh cũng rất là quan trọng cái độ bề thế, độ sang trọng và tính thẩm mỹ của ngôi nhà, nên là anh với cả thiết kế bên em đã đồng nhất và thống nhất với nhau là làm thêm cái phần chim đấy. Ngoài ra chúng ta còn thấy ngôi nhà còn được bố trí rất là nhiều hệ đèn chiếu sáng trang trí, như là hệ thống đèn chiếu sáng ở phần dưới mái le, trang trí ở tường
một sảnh, giúp công trình trở nên đẹp hơn, lung linh hơn. Hệ thống đèn này cũng rất là quan trọng. Các vị trí gắn đèn hay cả các công tắc bật tắt đèn thì cho chúng ta có những cái bản hồ sơ chi tiết, hồ sơ kỹ thuật về điện nước nhằm thể hiện chi tiết trên đầy đủ trên cái bản vẽ. Và cuối cùng là cái phần cổng tường rào của ngôi nhà, tương tự cái phần kiến trúc, cái phần bảo trì hay là cái phần màu sắc nó cũng sẽ giống nhau và đồng bộ cho nhau. Tông sẽ tông, phần mái là màu nâu thì cái phần mái cổng là màu nâu kết hợp với cái hàng rào màu trắng. Nhiều trường hợp chúng ta thấy những ngôi nhà thì hiện đại nhưng cái phần cổng thì nó lại tân cổ, nó lại bị đá nhau, nó sẽ không ăn mix ăn hợp được với nhau. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về mặt bằng công năng của ngôi nhà. Đầu tiên là cái mặt bằng tầng 1, thì chúng ta có thể thấy được về là cái mặt bằng tầng 1 của nhà mình thì có kích thước, đó là cái chiều dài là 12m, chiều rộng nó là 9m, nếu mà tính vào cả cái phần hiên sảnh sảnh phụ đấy thì nó là 9m2, còn cái phần mà chiều dài tính cả cái phần sảnh chính thì nó là tổng là 14m, còn cái diện tích mà mình để sinh hoạt sử dụng thì nó chỉ có tầm là 8 x 12m. Thì đầu tiên đó là cái phần sảnh chính của ngôi nhà. Sảnh chính này thì nó sẽ có 3 cái hướng tiếp cận. Vì cái nhất là cái sảnh chính nhà mình thì nó cũng không phải là quay cái hướng ra mặt đường, nên là anh Hanh muốn là có thể là ví dụ như mình đi từ cổng bên ngoài này, mình có thể là tiếp cận từ cái phần bên hông này vào trong thì là cũng có cái lối đi, thì là mình sẽ làm cái hệ thành sảnh là chữ U, thì nó sẽ tiếp cận được cái là 3 hướng vào trong nhà. Tiếp theo đi sâu vào thêm, đó là cái phòng khách. Phòng khách này thì được bố trí một hệ sofa lớn này, một và một cái hệ thống kệ tivi này, đáp ứng được cái nhu cầu giải trí cũng như là cái tiếp khách của ngôi nhà. Ngoài ra thì ở trong cái không gian này thì bên em có bố trí một cái cửa sổ lớn và một cái sảnh phụ tiếp cận từ bên ngoài vào. Mình sẽ hai cái hướng tiếp cận để cái vào phòng khách này thì nó tạo được cái độ thông thoáng, cũng như lấy gió, lấy sáng, lấy ánh nắng tự nhiên từ bên ngoài vào rất là tốt. Tiếp theo đi sâu vào bên trong, đó là cái phòng bếp kết hợp với cả phòng ăn. Thì ngăn giữa cái phòng bếp với cả cái phòng ăn này, với cả phòng khách này, thì đó là một cái hệ thống lam gỗ. Nhất là cái lam gỗ này nó vừa tạo cái độ thông thoáng giữa cái phòng khách và phòng bếp, mà cũng tạo được cái độ riêng tư, tức là nó sẽ vừa kín vừa hở và nó cũng rất là hợp lý. Đi sâu vào bên trong nữa thì đó là cái nhà vệ sinh chung của cái tầng 1 này. Thì nhà vệ sinh chung của tầng 1 này thì cũng được bố trí tất cả cái nội thất cơ bản, như là cái lavabo, cái chậu rửa, cái vòi sen tắm. Thì là cái nhu cầu của nhà mình là cái số người sử dụng không nhiều thì mình cũng chỉ cần một cái phòng nhà vệ sinh chung để cho sử dụng cho cái phòng ăn với lại cả phòng khách và một cái phòng ngủ sinh hoạt ở cái tầng 1 thôi. Bên cạnh cái nhà vệ sinh đấy, đó là cái cầu thang để mình đi lên tiếp cận lên cái tầng 2. Ngoài cùng thì đó là cái phòng ngủ 01. Thì phòng ngủ 01 này thì là diện tích đó là 17m2. Nếu mà nhà mình mà có các cụ, ông bà muốn sử dụng ở tầng 1 thì là em khuyến khích là trong cái phòng ngủ này sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa. Thì vì chính vì sao? Vì các cụ nếu mà trời đêm, trời tối đấy thì là sử dụng nó sẽ được tiện lợi hơn. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu tiếp về mặt bằng công năng của tầng 2. Nhìn sơ bộ qua thì chúng ta thấy được rằng đây là cái mặt bằng công năng của tầng 2, thì được bố trí là 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi và một vệ sinh chung dành cho cái 3 phòng ngủ này. Thứ nhất là mình sẽ phân tích về những cái ưu nhược điểm của cái mặt bằng này. Thứ nhất là cái phần mà số lượng của nhà vệ sinh. Thứ nhất là cái diện tích của nhà mình nó không được lớn thì bắt buộc là mình phải chỉ dùng được một cái nhà vệ sinh thôi. Nhưng mà nếu mà những ngôi nhà nào mà có diện tích lớn hơn thì bên em khuyến khích là anh chị nên làm thêm một cái phòng nhà vệ sinh cho một cái phòng gọi là phòng master đấy. Tức là mình sẽ làm vệ sinh các thứ ở đây thì nó sẽ được khép kín và nó sẽ được tiện lợi hơn. Nhưng mà cái diện tích của nhà mình nó không được lớn nên bắt buộc phải là dùng chung cho một cái nhà vệ sinh chung thôi. Tiếp theo, em sẽ giới thiệu cho quý anh chị cái cách mà bố trí của các công năng của các phòng ngủ. Thì là vị trí đầu giường nó sẽ ở vị trí nào và nên tránh những vị trí nào. Thì đầu tiên thì là cái đầu giường ấy, thì là mình nên để những cái vị trí mà nó dễ nhìn thấy cái cửa đi. Thứ nhất là vì sao? Vì nhất là ví dụ mình nằm ở cái phía mà nhìn dễ quan sát vào cái hướng cửa đi, ví dụ như là ở vị trí này chẳng hạn, thì mình có thể là ví dụ người đi qua lại, người vào trong phòng thì mình có thể là nhìn nó dễ dàng hơn, đỡ bị giật mình. Thì là những cái vị trí mà
rất là đẹp này thì bên em sẽ làm hệ thống là cũng có hệ thống cửa ở hệ thống tường. Vì sao mình cũng không nên là nên tránh là những vị trí như là cái vị trí đầu giường, nó sẽ có cửa sổ. Thứ nhất là nó sẽ là có cái phần gió lạnh lùa vào buổi ban đêm, thì thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Hai cái là cái vị trí mà mình nhìn thẳng là cái phần cửa đi. Thứ ba là đó là cái phần mà mình bên cạnh cái phần cửa đi. Ví dụ như bên cạnh cửa đi, mình mở cửa ra mọi người đi vào, ví dụ như có ai đó đi vào thôi, thì mình sẽ giật mình. Đấy, theo cái quy tắc đấy thì là bên em tất cả các phòng ngủ thì bên em đều những cái bố trí được những cái vị trí mà mình dễ quan sát nhất. Và phía đầu giường thì mình nên tránh những cái cửa chính diện vào đầu giường. Trên cái tầng 2 này ấy, thì mình cần lưu ý nhất đó chính là cái vị trí của cái phòng thờ. Thì là phòng thờ mình sẽ phải quay là cái hướng làm sao mà nó đẹp nhất cho cái chủ nhà. Thì bây giờ là cái hướng chính của nhà mình thì là nhà mình đã được hướng rồi. Thì là bên em sẽ lấy cái vị trí phòng thờ làm sao cho nó cái vị trí nó thoáng đẹp nhất. Hai cái là cái hướng mà nó sẽ quay về cái hướng mình đẹp nhất là tốt nhất cho gia chủ. Thì trong các thiết kế của bên em ấy thì những cái yếu tố phong thủy là bên em cũng sẽ đưa lên hàng đầu. Tiếp theo đó là cái phần yếu tố công năng, là mình tích hợp được giữa cái phong thủy và cái phần công năng của ngôi nhà. Thì tất nhiên là cái nâng được cái giá trị của cái ngôi nhà lên, mình lên rất là nhiều. Tiếp theo, quan trọng không kém so với mặt bằng công năng của tầng 1 và tầng 2, đó chính là bản vẽ mặt đứng của công trình. Thì đối với cái phần mặt đứng này, nó thể hiện được tất cả các cao độ, các phần vật liệu, chi tiết mà chủ nhà cần lưu ý khi mà mình xây dựng để công trình đạt được những cái tỷ lệ đẹp nhất như trong thiết kế. Ví dụ như trong các phần chi tiết này, là những cái phần chi tiết của cột này, các phào tường này, các cái phần chi tiết của hiên sảnh này, những cái cao độ của tầng 1, tầng 2 và cái phần mái này. Ví dụ như cái tầng 1 này là cao 39, tầng 2 là cao 36. Ví dụ như cái tầng mái này thì là các bạn nhìn thấy thôi, nhưng mà nó cũng cao đến 28 đấy. Cho nên cái phần mặt đứng này khá là quan trọng, nó sẽ quyết định tỷ lệ của cái nhà của mình, nên anh chị cần phải xem kỹ. Sau đó là những cái bản vẽ triển khai chi tiết cụ thể từ móng đến mái, các cái chi tiết phao chỉ, các cái chi tiết cầu thang hay là các cái nhà vệ sinh thì đều có trong bản vẽ hồ sơ kiến trúc rất là chi tiết cụ thể, thì các anh em thợ hoặc là chủ nhà nhìn thấy thì đều có thể là thi công được. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi video đến thời điểm này. Đối với em Thắng thì đây là những cái động lực to lớn nhất để em Thắng tiếp tục những video gửi tới quý anh chị những cái mẫu nhà mới nhất, đẹp nhất, có những cái thông tin hữu dụng nhất để anh chị có thể là tham khảo hoặc là áp dụng trong quá trình xây dựng của nhà mình. Nếu anh chị đang có những cái thắc mắc hay là có những câu hỏi gửi đến em Thắng hoặc là kiến trúc Misa, anh chị có thể là liên hệ qua số điện thoại của em Thắng là 0966 772 982 hoặc qua số hotline của công ty 0965 682 680. Có gì em Thắng sẽ giải đáp hỗ trợ cho anh chị xây nhà anh chị nhé. Ngoài ra, anh chị muốn tham khảo hoặc là sử dụng dịch vụ thiết kế của bên em thì là đừng ngại ngần, hãy gọi cho em Thắng. Em Thắng và công ty kiến trúc Misa sẽ có mặt và sử dụng những cái công cụ hiện đại nhất ngày nay để khảo sát, để đo đạc và thiết kế cho anh chị những ngôi nhà đẹp nhất, phù hợp nhất cho anh chị ạ.